Xin chào mọi người. Một ngày mưa đang ở trên đường Nguyễn Thị Tú. Mọi người thấy không, mưa rất là lớn. Nhưng mà mình thấy ở xe đây bán mấy cái loại bánh gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh. Mình ghé cũng quay cho mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lại xem ha. Thì cái này là khoai mỡ hả chị? Đúng rồi. Đều cái bánh luôn. Đây là bánh khoai mỡ chiên. Sao giò hay quá vậy chị? Giò mà cái nào bằng cái đó luôn mới ghê. Quen tay rồi. Mình chỉ cần nắm cục cái là biết cục đó là dừa ha, dừa chiến ha. Bán ở đây lâu chưa chị? Chị về đi bán món mấy tháng. Dạ. Chị bán cái này ở chỗ kia lâu rồi. Ở đâu chỗ kia ta còn nói gì bán ở đường hầm chợ gì bán luôn. Ôi em bé ở đâu cho em không? Ủa tự đi học về hả chị? Mợ đứa về à, mợ dễ thương quá. Trời ơi nắng hay quá à. Nhanh tay nữa. Ở ngoài là bột áo cá đựng dính lại một thao khoai mỡ khổng lồ. Cái này là khoảng bao nhiêu cái chị? Không, bao nhiêu cái thì đếm được. Bao nhiêu? Bao nhiêu ký? 15 ký. 15 ký. Mình bán là một cái túi như vậy là bao nhiêu chị? Đó là 20. Dạ, 60 cái. Dạ. À mình cũng phải đếm nha, 60 cái. Tại vì mình làm nó tương tự nhau hết nên là dễ đếm. Được 20. Rồi chị hay ghê mọi người. Bóc một cục bột xong rồi bỏ vào mà cục nào cục mà bột ấy thì đi với nhau. Bột gì không nhìn luôn á, lấy là không nhìn luôn á, quen rồi, là cảm nhận thôi ha, vậy nhận à. Giờ thành cục tròn tròn dài dài, cái hình gì mình cũng không biết nữa. Nó bẻ cái bánh dạ cho nó còn một tiếng à, vậy hả, còn một tiếng luôn hả, em lấy thử một cái nha. Dạ. À, đây cái bánh xinh xinh ha, bé bé ha, được tay chị dò nha, chị dò rất là hay luôn, cực kỳ nhanh mà cực kỳ chính xác. Mình thấy là ở đây có bánh nhỏ nhỏ xinh xinh đều với nhau thôi mọi người. Bánh là bánh khoai mỡ chiên nha. Mình bỏ ra cho mọi người xem. Ta bẻ được đây. Wow, ở bên trong nè, cái giữ được cái màu của khoai mỡ nè mọi người. Ở ngoài tại chiên lên thì mọi người thấy là cái màu nó có một cái màu kiểu như là chín vàng vàng thế này, nhưng mà ở trong này giữ được cái màu của khoai mỡ luôn. Hay quá. Ăn thử. Ủa rất là ngon. Vừa độ ngọt thôi chứ không ngọt quá. Thơm. Cực kỳ theo thơm luôn. Ở đây cũng là bột mông. Đó hả chị? Đó. Mình phủ lên được. Con gái dầu phủ á, chị nên mới bỏ lên. Dạ. Thơm quá, ăn nó thơm, nó ngon á. Sữa. Dạ, có sữa. Có sữa. Hàng chỉ có một cái mùi thơm này, không biết là có sữa rồi khoai mỡ rồi các loại khác. Cái này mình học nghề của học nghề hả chị hay là học
ngày với là do kinh nghiệm của mình á. Dạ, tự nhiên thêm. Cái này có đặc sản của quê mình không hay sao ạ? Biết tự nhiên chị ăn rồi. Dạ. Thì lần này hàng ngày là chị phải phải mở là về bào hả chị? Không? Và bào tay luôn á. Bào được một thao bộ gì cũng cực ạ. Chẳng làm gì bỏ mối. Dạ, mối bột cho bỏ mối cái này hả? À, cho người ta. Xong rồi mình phần còn lại mình mới bán. Bây giờ bán. Nhìn nhỏ nhỏ giống con sâu quá ha, dễ thương quá. Cái bé xinh xinh. Em thấy chị dò khoảng có hai cái thôi là thành cái cục rồi đúng không? Hai cái phòng đó, hai cái đó xuống cái này là dạ một hai nè, một hai đó. Nhưng mà quan trọng là nó vẫn giống nhau nha, chứ không phải là hai cái đâu em, hai cái đó không giống nhau. Hai bịch bịch 10 ngàn. Quá
dò liên tục vậy luôn, liên tục tới chừng nào nghỉ thôi. Dạ. Hai thao này quá trời to mà bán trong một ngày là hai thao. Thường ngày là bán nhiều nhất mà mình bao nhiêu thao vậy chị? Hai thao, hai thao mấy? Dạ. Quan trọng là trời thương, cũng mưa nhiều quá. Dạ. Hôm như hôm nay mưa. Hôm nay mưa từ trưa, từ nãy à. Cách đây 2-3 tiếng là mưa quá trời. Ở đây như là mới mưa. Dạ. Dễ thương quá, mình làm cùng mấy nhỏ nhỏ xinh xinh á. Ủa tại sao mình không dò cái kiểu khác mà phải dò cái kiểu nhỏ nhỏ nó vậy? Không kịp bán quá. Như vậy nó liên tục hơn, còn giờ kiểu này kiểu kia nó cực lắm, không có kịp. À. Vậy là nó làm không kịp rồi đúng không chị? Còn làm kiểu này nữa. Với lại vậy em thấy nó dễ chín bột hơn, chín đều đúng không chị? Nhưng mà nó đều hơn. Cụ thể phần mô tả là mọi người coi là thấy liền ạ. À. Hỏi mấy câu là thầm ơn hỏi
nó sẽ nhầm khi mình kiểm tra bị sót thì không trả lời được hết những cái comment của mọi người. Lớn là bao nhiêu chị? Cứ 10.000 là 30 cái, bao nhiêu là bao nhiêu bán nhiêu? 10.000 là 30. Thì em sẽ lấy 30.000. 20 thôi. Mình là năng cho nên là mình sẽ lấy 20 nha. Thôi lấy 30. Lấy 30 không? Lấy được. Lấy không bán. Cái này là mình có phải nhồi không chị? Có chứ, phải nhồi hả? Em tưởng là cái chất sệt sệt của khoai mỡ thường nó đã như vậy mà phải nhồi những nguyên liệu với nhau. Nguyên liệu dạ. Ông lấy con 30.